nợ nần cờ bạc, chồng rủ vợ đi trộm liên tỉnh. Nợ nần cờ bạc, Lưu đã rủ vợ bắt xe đến các tỉnh để đột nhập vào máy xúc tại các công trình xây dựng để trộm hộp đen và bảng điều khiển màn hình. Ngày 11 tháng 11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an thị xã Nghi Sơn đã bắt giữ đôi vợ chồng là Ngô Văn Lưu, sinh năm 1988, và Phạm Thị Nguyệt, sinh năm 1988, trú tại xã Bạch Đằng, thị xã Kim Môn, tỉnh Hải Dương. Đây là thủ phạm chuyên đi trộm cắp hộp đen và bảng điều khiển trị giá hàng trăm triệu đồng của máy xúc tại các công trình xây dựng. Ngoài ra, Công an thị xã Nghi Sơn cũng bắt giữ đối tượng Trần Quyết Tâm, sinh năm 1982, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, là đối tượng chuyên tiêu thụ các đồ do vợ chồng Lưu, Nguyệt trộm cắp. Trước đó, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp hộp đen, bảng điều khiển màn hình và một số thiết bị của máy xúc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn. Điển hình, trong các ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9 năm 2022, tại các công trường đang xây dựng tại các phường Hải Thượng, Mai Lâm và xã Hải Yến thuộc địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn liên tiếp xảy ra 5 vụ kẻ gian cậy phá cửa kính buồng lái máy xúc, trộm cắp hộp đen và bảng điều khiển màn hình. Tại cơ quan công an, Lưu khai nhận do có thời gian dài làm nghề lái máy xúc nên đã biết cách tháo các hộp đen và bảng điều khiển màn máy xúc, máy ủi để sửa chữa. Thời gian gần đây, do cờ bạc và nợ nần khá nhiều nên Lưu đã rủ vợ đi xe ô tô từ Hải Dương vào Thanh Hóa để tìm cách trộm cắp. Thủ đoạn của hai vợ chồng Lưu, Nguyệt là giả danh làm khách du lịch, ban ngày đi thám thính các địa bàn có các công trường đang xây dựng, có máy xúc, máy ủi. Sau đó đến 1 đến 2 giờ sáng lợi dụng sự sơ hở trong việc trông coi tài sản của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp để trộm cắp. Sau đó, mang ra Hải Phòng bán cho Trần Quyết Tâm. Ngoài 5 vụ trộm cắp nói trên, vợ chồng Lưu, Nguyệt còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm hộp đen máy xúc trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.